chúng ta làm web động, web động tức là dữ liệu không có trước, và cái trang chúng ta cũng viết riêng lẻ. Thì đối với lại các bạn có thể là phân công 5 bạn viết 5 trang, viết cái phần layout á riêng, không liên quan gì nhau cả, không ai chờ ai cả. Ví dụ như khi mà thầy chạy cái dự án của mình lên, đối với là trang home đi, đối với trang home hiện nay là trang home ở đây nó như thế, thầy chỉ để là home base. Còn cái trang home này chứa cái gì thì thầy giao cho một bạn viết. Khi nào mà bạn này viết xong cái trang home thì bỏ vô đây một cái, thầy thay thế cái chỗ này nè, thì thay thế cái chỗ này là xong, là nó gọi ra đúng cái layout này luôn, được chưa? Rồi tương tự như vậy đối với lại trang của chúng ta ghi tạm vậy thôi. Rồi khi nào mà bạn nào viết xong cái trang này thì đẩy vô dự án một cái là tự động nó gọi lên. Rồi ví dụ như là thầy đang làm bài lab 2 của mình ở đây. Trong lớp 2 thầy có bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Như vậy bài 1 thầy có thể là viết nguyên một cái trang web bình thường, có cả heading, có cả body, có cả phần footer, tất cả mọi thứ. Mình viết một trang web và nó có cái support ở đây như là một cái trang web bình thường, có HTML, có head, có body, đầy đủ như một trang web, mình chạy độc lập vẫn được, được không? Rồi và thầy sẽ kết hợp nó vào cái nội dung của mình như thế nào thì thầy sẽ mở cái trang index để các bạn sẽ thấy thầy kết hợp vào. Trong trang index đối với lại phần code, đây là khu vực menu, thầy chỉ để mỗi cái tên là nav3 trừ container. Và chỗ này nó không phải là bootstrap nha. Cái mà các bạn đang nhìn thấy không phải là bootstrap nha. Cái các bạn đang nhìn thấy là gì đây? Là ID. ID là cái gì? ID là một cái mà thầy tự đặt cho cái khu vực này. Thầy muốn đặt gì thì đặt. Nó là tên á, giống như gần gần giống như name. Ha, ID. Chúng ta đặt cho nó một cái định danh, địa chỉ định danh là nav3 trừ container. Rồi như vậy thì trong cái body của thầy hôm trước là mình viết menu, ví dụ như là đối với lại cái bài của mình hôm trước, bài lab 1 thì mình viết cái menu ở đây nav. Và mình viết cái số lượng code cho cái menu này cũng khá nhiều đúng không? Đây là cái menu. Bây giờ thầy tách cái menu đó ra. Nó không nằm chung trong cái index của thầy nữa. Mà trong cái menu thầy chỉ ghi mỗi một cái là div id nav3 container. Hết. Còn cái menu viết riêng. Viết ở một nơi khác. Mình chỉ để vậy thôi. Rồi ở dưới này session của thầy, thầy chia cái này là column 3, 9. Bây giờ mình đổi lại 4, 8 đi cho nó đều. 4, 8. Rồi column của mình. Như vậy cái column đầu tiên của thầy, thầy để ID là slide 3. Column thứ hai thầy để cái ID là content area, tức là cái vùng hiển thị. Được chưa? Rồi, trong này thầy chỉ để là chữ slide 3, chữ là welcome. Nếu như mà chưa có gì hết thì nó hiện hai cái này. Còn nếu có dữ liệu là nó thay thế bằng một cái nội dung khác. Kể cả chỗ này bạn không để gì cũng được. Kể cả chỗ này bạn bỏ luôn cũng được. Bạn chỉ để cái cấu trúc của layout. Như vậy là hết rồi đó. Cái phần layout của thầy là đúng chuẩn. Header có. Menu có, slide bar có, và cái này là content area có. Đúng cái layout chưa? Đúng cấu trúc rồi. Bây giờ nè, bắt đầu mình nó mới load dữ liệu lên nè. Thì nó sẽ sử dụng cái script là JavaScript để nó
hiển thị dữ liệu. Thứ nhất là tải cái menu lên. Thầy đã viết cái menu ở đây, NAV. Thầy viết riêng cái menu nằm ở bên ngoài. Tức là thực chất là bạn copy cái menu hồi nãy á, ra đây. Và mình có thể giao cho một bạn viết cái menu riêng, độc lập luôn. Và đối với lại cái menu này, bạn cũng có thể chạy độc lập ở đây. Lý do là gì? Lý do là gì mà cái menu mình nó bị nhảy? Nó không có bootstrap. Tại vì cái đoạn menu của thầy, thầy viết làm sao? Chỉ có vậy thôi, không có bootstrap. Nếu như bạn muốn thì bạn đưa bootstrap vào. Nếu bạn muốn thì bạn đưa bootstrap vào, đưa bootstrap về cho nó để cho nó chạy. Ví dụ như là mình đưa thêm cái phần hit này vào. Đưa phần hit này vào cho thằng NAV. Rồi. Chạy lại. Ok chưa? Thì tại vì nó gọi được bootstrap thì nó hiển thị nó dùng được bootstrap. Nhưng mà tại vì sao hồi nãy không có bootstrap mà ở bên cái trang index mình vẫn xài được? Tại sao? Tại vì bản thân nó thì nó không có. Nhưng mà khi thầy gọi vào cái trang chủ thì trang chủ có không? Có. Thì nó dùng cái bootstrap của trang chủ nó chạy. Cho nên cách nào cũng được hết. Được chưa? Nếu như mà bạn viết menu riêng và bạn muốn chạy thử cái menu này nó như thế nào thì mình đưa bootstrap vào. Còn nếu không cần thì khỏi. Tí nữa mình load lên trang chủ, trang chủ có, thì nó lấy cái bootstrap từ trang chủ nó chạy. Kịp chỗ này không? Như vậy cái phần code của mình chúng ta không cần phải đưa bootstrap cũng được. Và chúng ta có cái nội dung của menu ở đây. Được chưa? Nội dung của menu ở đây. Ví dụ như đối với lại cái NAV3 này, mình có thể, mình không cần phải, chỗ này mình sẽ đưa là index ha. Nó quay trở lại trang chủ của mình. Trang chủ của mình là index. Nếu như nhấn vào logo thì quay trở lại trang chủ. Đó. Ví dụ như khi mình nhấn vào logo thì quay trở lại trang chủ. Này, mình đang đứng ở bất kỳ đâu. Khi nhấn vào logo, quay trở lại trang chủ. Được không? Đó, là nó quay trở lại trang chủ. Tiếp theo. Tiếp theo đối với lại cái menu của mình. Mình sẽ có là cái home thì link về đâu? Cái future thì link về đâu? Rồi ví dụ như thầy đang có một cái menu ở đây. Menu là lab 2. Menu lab 2 của mình đã biết là gì? Nó là drop menu. Đây, menu lab 2 của mình là một cái drop menu. Trong đó thầy có item bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. Bài 1 link về đâu, bài 2 link về đâu, bài 3 link về đâu, bài 4 link về đâu. Cái này mình biết đúng không? Rồi, như vậy mình đã chuẩn bị xong một cái menu. Bây giờ mình quay qua, mình xem thử bên cái script ở bên index này nó gọi cái gì. Mình sẽ viết cái script nè. Hãy load cho tôi cái file menu là nav2.html. Và lấy cái test ra. Trong cái phần dữ liệu á, trong cái phần data, thì tôi sẽ dùng cái NAV3 trừ content inner HTML bằng data. Tức là gì? Hãy load cái dữ liệu vào trong cái thẻ mà có cái ID là NAV3 container. Là ở đâu? Là cái mà mình viết hồi nãy đó. Đây, NAV3 container này. Mình biểu nó đó là load dữ liệu vào đây. Load dữ liệu của cái trang nav2.html vào đâu? Vào đây. Thì khi chương trình của mình chạy lên, các bạn thấy nó dựng lại tí xíu không?
nó chừng lại tí xíu không có cái gì trong hết, bắt đầu nó load dữ liệu lên thì là mình mới thấy được cái menu, mình mới thấy được cái ở dưới đây. Các bạn chạy lại các bạn thấy nó dừng chút xíu nè, đó thấy chưa, nó dừng lại cái bắt đầu nó mới load dữ liệu lên, nó load cái menu lên nè, nó load cái trang bên này lên nè, được không? Như vậy ở chỗ này khi mà nó chạy lên bắt đầu nó mới load dữ liệu. Load dữ liệu vào đâu? Vào cái NAV3 container, tức là Get Element By ID. Ở trên đó thì đã tạo một cái ID hồi nãy rồi, có cái tên là NAV3 container. Bắt đầu mình gán dữ liệu. Khi mà các bạn load như vậy rồi á thì cái việc mà gán dữ liệu dưới này không quan trọng. Bạn thích thì bạn gán, bạn không thích thì thôi. Ví dụ như thầy cho nó tắt tắt cái phần này đi. Nó chỉ gán dữ liệu thôi nhé. Rồi chạy lại. Có menu đúng không? Bây giờ click chuột vô home. À. Click chuột vô home. Thì tại vì mình có hyperlink đến cái home cho nên nó nhảy về cái trang home, nhưng mà nó mở ra cửa sổ khác, nó không mở ra cái cửa sổ của trang web mình, là do hồi nãy mình có hát rep đó về cái trang home. Rồi ví dụ như chỗ này bài 2 lắp 2 bài 1 mở ra cái trang độc lập riêng, rồi lắp 2 bài 4, bài 4 này thầy không có bootstrap cho nên nó không có bootstrap nào cả, đúng không? Bài 4 của mình bấm vô tài khoản nó cũng không hiển thị tại vì mình đâu có bootstrap đâu. Rồi như vậy thì đây không phải là mục đích của mình muốn rằng khi bấm vào đây thì nó load xuống cái vùng dưới này nè, cái vùng dưới này là cái vùng container đó, container đó. Load xuống đây. Như vậy thì mình sẽ viết code cho cái phần load đó, viết code cho phần load. Mình sẽ nói nè, tất cả những sự kiện mà đối với class là NAV3, NAV-link drop down menu, drop down item thì nhảy vào đây. Tức là những cái sự kiện liên quan đến click chuột vào menu, click chuột vào drop down menu, click chuột vào drop down item, tức là những cái mà click chuột vào đó đó thì phải vào đây để xử lý, chứ không có tự nhảy. Hồi nãy là không xử lý gì hết, tự nó nhảy. Tại vì bên menu của mình có liên kết đến Ahrefs đúng không? Thì nó tự nhảy. Nhưng tại đây mình không cho nó nhảy. Mình vào đây để mình xử lý. Thì với mỗi cái sự kiện như vậy thì lấy một cái link, get cái link ra, get cái href ra đó. À, rồi thì chỗ này mình gán cho link. Nếu link này mà có sự kiện là click chuột thì không có cho nó tự nhảy, ngăn cái hành động mặc định của link đó tự nhảy ra một cái trang mới, mà mình sẽ làm gì? Tạo ra một cái trang, tạo ra một cái trang và load cái trang đó, load cái trang đó, load cái trang đó vào cái vùng mà mình chỉ định, load cái trang vào cái vùng mà mình chỉ định chứ không có tự load ra bên ngoài. Như vậy sau khi mà mình xử lý cái sự kiện chỗ này xong thì nó tự động nó load vào cái vùng này của mình, load vào cái vùng này, nó không có load ra chỗ khác, được chưa? Thì ở đây khi mà chúng ta chạy cái ứng dụng của chúng ta lên, chúng ta bấm vào home thì nó lấy dữ liệu của trang home, nó load vào cái container, bấm vào đây, bấm vào bài 2 lắp 2 bài 1 bài 2 bài 3, nó tự load vào cái vùng này cho mình. Bài bài 4 nó load vào vùng này. Tại vì bài 4 của mình thầy code ở chỗ này không có bootstrap. Bài 4 của mình thầy code không có bootstrap. Cho nên nếu mà mình chạy cái bài 4 này độc lập á là nó xấu, nó không có gì hết trơn. Nhưng khi mình chạy chung với cha của nó
thì cha của nó có Bootstrap, cho nên bản thân nó có, nó lấy cái đường link từ cha. Và ở đây mình thấy là có đăng nhập, có đăng ký, có close, được chưa? Như vậy thì đối với nội dung của lớp 2 của chúng ta, trong code người ta cố tình đưa từng phần riêng. Quan trọng là các bạn nối lại được, chứ code thì chạy đó. Quan trọng là các bạn nối được thôi. Nếu như mà các bạn làm bài tổng giống như thầy, thì các bạn sẽ ghi nhận được điểm cộng. Tức là có menu, có cái này gọi vô đây, có bên này. Bạn sẽ có menu, bạn gọi từng bài vô bên trong cái trang chính của mình. Các bạn nhìn thấy trên này nè, cái URL không thay đổi nha. Cho dù là thầy gọi bài nào đi nữa thì trên này nó vẫn không thay đổi. Không hề thay đổi cái đường link nha. Đường link là một đường link duy nhất. Nhưng mà khi mà thầy click vô trang nào thì trang đó nó hiển thị ở dưới thôi. Không hề có một cái đường link nào thay đổi cả. Ví dụ như vậy, đăng nhập, đăng ký thầy chưa xử lý chỗ này, cho nên nó không đúng. Còn đối với lại cái bài 1, bài 2 đã xử lý rồi. Đó. Được chưa? Như vậy thì đối với lại cái đoạn code của chúng ta, các bạn sẽ xem lại. Cái thứ nhất là chúng ta có cái trang index. Trang index của mình cấu trúc ở bên trên phần layout. Cấu trúc bên trong phần layout cực kỳ đơn giản. Phần header này trang web mình không có, bỏ đi. Chú thích đi. Đây là cái phần mà sẽ thể hiện cái menu. Đây là chúng ta sẽ có một cái section. Nó là row. Và chúng ta chia một cột 4, một cột 8. Một cột 4 là bên này thì thể hiện cái về tôi hạng mục. Để cho nó đẹp cái layout thôi. Chứ nó chưa phải là mục đích của bài của mình. Thế thì hiển thị cho các bạn thấy rằng mình load được cái trang đó lên thôi. Vào cái vùng đó. Load cái trang kia vào cái vùng khác. Mình thích load chỗ nào thì mình load chỗ đó. Rồi. Như vậy thì thầy chia một cái vùng 4 và một cái vùng 8. Đây, tí nữa mình sẽ thấy mình load cái dữ liệu vào cái vùng 4 nha. Mình muốn load cái gì vào cái vùng này thì mình load. Và mình đặt cái ID cho nó là slide 3. Bạn muốn đặt là bé Hồng, bé Cúc, bé Na gì chỗ này cũng được cả. Đặt tên gì thì tí nữa mình gọi cái tên đó. Đúng cái tên là được. Rồi. Ở phía dưới thầy sẽ load dữ liệu vào slide 3. Đóng cái này lại. Đây. À, thầy đặt cái trang là upon me, là cái trang này. Đó, cái trang nè, về tôi nè, hạng mục nè. Thì copy code của cái bài lab 1 hôm trước ra đây thôi. Đâu có làm gì đâu. Copy code bỏ ra thành cái trang. Rồi. Và cái trang này của mình là không có Bootstrap. Cái trang của thầy là trang này không có Bootstrap. Cho nên khi mà nó hiển thị xấu đúng không? Có Bootstrap đâu mà đẹp. Rồi. Như vậy thì đối với chỗ này thầy hiển thị nè. Cũng là trên Respond. Khi nào mà nó có yêu cầu thì lấy cái dữ liệu Get Element by ID slide 3. Là cái vùng mà hồi nãy thầy mới định nghĩa là 4 á. Column 4 á. Thì load dữ liệu vào đây cho thầy. Và inner HTML bằng data. Load dữ liệu vào. Hết. Nhiệm vụ của nó là load dữ liệu vào cho thầy. Hết rồi. Như vậy thì khi nó chạy lên. Nó sử dụng cái test này nè. Là nó load dữ liệu cái trang about me vào, vào đây. Mình chỉ quan tâm là trang nào vào đâu. Hết. Đó. Bạn chỉ quan tâm chỗ này, cái đoạn này nhé, đoạn này. Thì nó sẽ hỏi rằng load trang nào vào đâu. Nếu mình có N cái vùng và có N trang, thì mình copy cái đoạn code này lại. Mình thay cái trang và mình thay cái ID là tự động nó load vào đúng vị trí đó. Load trang nào vào đâu. Được không? Còn cái ở phía dưới, tại vì mình có rất
nhiều trang lót vào cùng một cái vùng là cái thành content area, rất nhiều trang lót vào đây, không phải một trang. Cho nên mình phải có chỗ này là một cái function lót content nhiều trang lắm, không phải một trang. Cứ click chuột chỗ này là lót trang khác, click chuột chỗ kia là lót trang khác. Cho nên mình phải xử lý chỗ này. À, cái report này nếu như mà cái trang mà nó không phản hồi á thì mình báo là không tìm thấy trang. Còn nếu mà trang mà có phản hồi thì hiển thị cái text ra. Chỗ này để mình xử lý là khi nào mà không tìm thấy trang thì trả về cái chuỗi này. Rồi, nếu như có dữ liệu thì hãy load dữ liệu vào cái vùng content area. Load cái gì? Load cái gì? Đó, thì tất cả những gì mà chúng ta lấy được ở cái report thì load vào đây. Chúng ta lấy được dữ liệu ở report thì load vào đây. Vậy thì ở phía trên này nó xử lý cứ có một cái drop down menu hay có một cái nav link hay có một cái drop down item thì nó sẽ tự động nó lấy cái link, và từ cái link đó đó ha, từ cái link đó thì nó sẽ get attribute từ cái link nè, tạo ra cho mình một cái page và load page lên đây. Load page mình viết ở dưới cái phương thức load page nè, mình viết ở dưới cái phương thức load page là cái trang đó. Như vậy tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn cái phần code này, các bạn về các bạn ráp vô, các bạn chạy thử, bạn nào ráp được chạy giống thầy là ok. Tất nhiên thầy không cho nguyên trang, thầy phải cho từng đoạn để các bạn biết cách mà ráp, chứ còn cho nguyên trang thì copy paste vô chạy thì không có nói được chưa. Đó, như vậy trước tiên là thầy sẽ cho các bạn cấu trúc của cái trang index, cấu trúc của trang index thì thầy chỉ cho đến đây thôi, thầy chỉ cho đến đây cái phần body của mình đó. Body thì nó có cả phía trên đó, thầy chỉ cho đến đây là cái cấu trúc layout, và các bạn sẽ thêm cái phần script ở phía dưới, phần script ở phía dưới để nó xử lý load trang ha, phần script ở phía dưới để xử lý load trang. Thì trong cái script thì nó có cái tải cái trang menu, đây là cái phần mà tải cái trang menu. Rồi cái thứ hai là nó sẽ tải cái trang là about me, mình muốn đặt tên gì thì mình gọi tên đó. Và cái tiếp theo là mình viết một cái phương thức là load tại vì mình load quá trời trang luôn cho nên mình phải viết một cái phương thức riêng. Còn nếu mình chỉ load một trang thì khỏi cần, nếu mình load một trang thì mình làm như vậy là mình đã load được trang rồi, load trang gì vào đâu là mình đã load được rồi. Còn do mình load nhiều trang quá cho nên mình phải dùng cái hàm để mình load, mình có cái hàm để mình load được chưa. Đó, như vậy thì có tí nữa thầy sẽ gửi cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn không làm cái trang chủ tổng hợp như thế này thì các bạn lên từng trang riêng đối với lại cái lab ha, từng trang. Như vậy buổi hôm nay chúng ta đã xong, thì buổi hôm sau mình sẽ dành thời gian chấm lab 1, 2 nhanh được chưa, chấm hết luôn 1, 2 buổi chiều nay hả? Ủa vậy hả? Rồi ok, vậy thì chiều nay chấm lab 1, còn lab 2 bạn nào làm đến đâu thì chấm đến đó nha. Yeah.